Kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Xin chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng nha quý vị. 6 giờ 45 phút sáng ở mình chia sẻ với các bạn hôm nay là buổi sáng nha. Sáng ngày cúng quý vị. Ngày 30. Mình mời khán giả trên kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn mình á, cùng mình đi đi xem toàn cảnh về giá bán lẻ nha quý vị. Giá bán lẻ để các bạn biết được là rau quý vị. Chủ yếu hôm nay là mình đi kiếm cái món lá sông. Lá sông nha quý vị. Cái lá sông tại vì mùng 5 tháng 5 á thì bà con ở cái khu vực ở Sài Gòn không quý vị, cái nhu cầu mà mua cái bó lá sông rất là nhiều. Thì mùa này vải chôm chôm quý vị, mấy người đây, ở ngoài đây là bán lẻ. Đây là trên đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị. 6 giờ 45 phút sáng thì đây là cái chỗ này là mình đang đứng ở trước ở chỗ Minh nè, Minh nấm rơm. Minh nấm rơm nè, bán nè quý vị. Rồi đây mình cắm bảng ha. Cắm bảng. Anh Lợi đứng bán cắm bảng ha. Tiết gói đã vô trọng lượng luôn. Tiết gói 200g 8.000. Tiết hộp 8.000. Anh để sen hạt sen 120 cái gì. Anh để giá luôn, anh để giá là anh để độc lượng luôn, cũng hay. Wow. Cái này đang mắc lắm nha quý vị, 19.000 nè, cải thảo á. Cần tây 33.000, cần tây 33.000, hôm bữa 35.000. Xuống tim 15.000 và cải thảo 19.000. Cải thảo thường rẻ hơn. Rồi ngay chỗ này, tới đây là thịt bò chị này bán 100.000. Chị đây cái bảng mờ mờ 100.000. Mấy người bán thịt như vậy chứ mình quay họ không có thích. Còn với nhiều người không thích mình quay lắm cái gì. Tại mình chạy qua đường mình quay ngay la mình. Hôm nay mình đi kiếm cái lá sông rồi bán ở đâu nha quý vị. Ở ngoài thôi nha quý vị, lá sông thì ở ngoài này thôi. Chứ còn bên trong chợ không ai bán lá sông đâu. Chạy xe nha quý vị. Ở ngoài thôi. Vòng vòng ở ngoài thôi, ai bán thì ở ngoài có bán thôi. Ở đây nè chỗ bán lá sông nè quý vị. Mà hết rồi. Ngang 1 ký. Sáng dù vậy luôn. Đông vui. Sáng đầu vẫn vậy. Ồ, con gà. Hôm nay muốn ăn gà ra 6. Ra 6 có bán gà luôn. Chanh không hạt. Ồ. Chuối 8.000, chanh không hạt 80 quý vị. 60.000 có chanh không hạt. Chỗ là chỗ Thảo bán. Rồi xong rồi, giờ dọn về đó hả? Đó giờ đó sáng vậy là bởi vậy sáng vậy đâu có muốn quay video á. Hình ảnh này nó đẹp vậy chứ có ai bán gì đâu quý vị. Người bán ban đêm dọn về hết. Này chỗ Thảo quá quý vị.
gà ta 70.000. Ủa tính ra gà xuống gì? Gà xuống gà ta 70, gà xuống. Ồ gà này gà khổng lồ nè. Có gà khổng lồ luôn. Ở đây là qua Tân Quy. Hến quý vị, thịt hến á 60.000 nửa ký là 120. Ta luộc ra. Rồi. Tình hình lá xong là chắc tiêu rồi. Cái lá xong á mà cái lá xong á mà người ta lá cột lại bó ngũ trảo cái gì, ngũ trảo rồi đó, xả rồi đó, rồi xương rồng rồi ta cột lại coi vậy chứ đó. Cái đó mùa năm ta bán dữ lắm mà. Mình đi tìm cái chỗ mình giới thiệu với lại các bạn. Với lại hôm nay á, mình đi cái quay cái hàng lá vậy không có gì, ngò rí rồi á, ngò rí rồi cải rồi đó. Nhiều bạn hỏi lắm mà mình phải đi quay cái video toàn cảnh vậy nào quý vị. Rồi chín cây 30.000 luôn. Tới chỗ em mang bán rồi. Bông hoa không bao giờ mà thấy họ rồi ship ăn về rồi, thấy có em này bán à. Cũng từ cũng ô là tới ra chỗ này quý vị ăn bán quý vị. Bông hoa kế bên rồi, qua bên đây đi. Rồi đây nè, 25.000 nè, 1 ký cải son nè, 10.000 1 ký cải gai nè. Gò rí em nào hỏi là 15.000 nè, cần tàu 20 nè. Cải búp 15.000 nè. Cải gai 8.000 nè. 1 ký á nha quý vị. Quên nữa. Hành bó 10.000 một bó nè. Đó, ai muốn hỏi. Anh chị nào mà để ý tới cái giá nói về rau á, rau lá đó, chú quay rau qua lá đi chú, thì mình quay cho đậu phộng này 20.000, 22.000 một ký đậu phộng tươi quý vị. Rồi đồ đó ngày hôm nay rẻ là 5 tháng 5 mà rẻ. Cải cúc. Ồ, cải cúc có 10.000 thiệt là đẹp luôn. Có 10.000 đó chứ. Tắc 60. Cam 12.000. Cam xanh 12.000. Đó quý vị. Gò rí có 15.000 đó quý vị. Một ký á. Ở Ba Tri 25.000. Cải mần chua, cải xạ, cải tây xạ đó quý vị, 12.000 ký nha quý vị. Nhiều người hỏi cải tây xạ, cải làm chua 12.000, 15.000 nè đó. Thì nó nghe nhiều khi á mình chia sẻ video đó mình lo mình chạy xe nữa. Nhiều khi nó không có hết nha quý vị. Rồi quý anh chị mình quay chậm chậm á, quý anh chị đọc vô phụ. Mà để nói mình mà đọc hết là thôi rồi. Ô em áo xanh đó bán cái gì,
gò rí 10.000 luôn kìa, gò rí 10.000 ký luôn chứ có mắc mỏ gì đâu. Heo heo hành 10.000 bó. Đây là chợ quý vị, đây là vô chợ đường Nguyễn Thị Sáu, mình đang đường Nguyễn Thị Sáu quý vị, đây là đường vô chợ, chợ chợ đầu mối không môn đó, biểu bước vô trong chợ á là hello đâu bán con yêu đời rồi rồi cải gai có 10.000 quý vị, rồi cải thìa cũng 10.000 trời ơi, không có cho không đâu, tội nghiệp chết, tội nghiệp. Ở đây quý vị, ô thanh long, thanh long 15.000 một ký, anh này bán thanh long quý vị, giải thiệu cũng 25.000 ký quý vị. Thanh long 15.000 đồng một ký, giải thiệu quý vị, giải thiệu 25.000 đồng ký, rất là đẹp, đỏ lét luôn, phải nói là đỏ lét luôn. Nửa ký vải thôi, để 25.000 ký cho giống ta đi, không đâu, để 12.500 đồng nửa ký vải chơi vậy, hỏi 15.000 hai ký, anh Long 10.000. Ở giải nó đỏ lét luôn, đỏ lét luôn á, bận Hà Nội 20.000. Trời ơi, 40.000 ký măng cục bán lẻ, quá đẹp. Ba mươi lăm ngàn một ký măng cầu, của ai thì bán đẹp quá. Mãn cầu nè, 35.000 ký nè, của khán giả nào cứ tối ngày hỏi mãn cầu. Rồi tình hình mình đi kiếm lá sông này, lá sông này á, ngày mai là cái bà này có bán nè, bà Thảo bên đây nè có bán nè, hôm nay thì chưa thấy. Sabu chi 20.000 ký đó nè, đó cải lá nè, bụng ngót 5.000 một, bụng ngót 5.000 một bó luôn, ba bó 10.000 nè, cải ngót. Rồi hành 15.000 bó nè, mồng tơi nè, mồng tơi cũng 3 bó 10.000 luôn. Rồi cải gì? Cải gì ta? Cải bẹ dúng 10.000 ký. Ở khu vực này á, 13.000 ký cải bẹ dúng. Ở cái khu vực này ai muốn bán nhiều bán à nha quý vị. Ở đây nó không có, không có ai mà nói bán cái giá nó chở hết luôn.
lại kịp. Thế này. À, rau má 15 vậy nè. Em nó quắc quắc lại 15 nhà. Hả? Quên hết luôn hả? Ủa cái món này độc đáo nè, ong nó bay bay kìa. Bông súng à, này nhiêu ký à? Em trai, bông súng em bán nhiêu ký à? Hả? 5 ngàn. Wow. Bông súng có 5 ngàn quý vị. À, khán giả nào hỏi bông súng à, mua bông súng thì lại đây quý vị, ở đầu đường số 4 nè. Em này em bán bông súng với lại bông điên điển. À, chải gai em nó bán 10 ngàn luôn. Rau má bán 15 ngàn ký quý vị. Còn ở đây bán nấm. Nấm hương, nấm đùi gà 50 ngàn ký quý vị. Rồi bán nấm tiết nè, kim châm bán đầy đủ á. Hả? Bán đầy đủ á, nấm tiết, nấm kim châm nè. Rồi có bán cải mầm nữa nha quý vị. Hôm nay là xương cổ 75 ngàn nè. Xương xương giá 60. Tới đây nữa hả? Thôi cà. Cà 6 ký 6 ngàn ký nè. Cà 6 ngàn ký quý vị. Rồi giá 30 ngàn ký. Rồi cảm ơn luôn. Nó cấp cái đó. Một bịch đó hả? Một bịch 5 ký 30 ngàn. Wow, rẻ hả? Rồi cảm ơn. Đó, ở đây bán rẻ vậy nha quý vị. À, một bông 15 ngàn, một bông 10 ngàn là cải bông đó nha quý vị. Hành 30 ngàn đồng một ký hành lột á. Nói chứ anh em á mà cho chia sẻ hình ảnh video họ biết được cái ngụ ý là nhằm giới thiệu với cái khách hàng gần xa đó được biết cái giá bán tại chợ. Ô bạn Hiền bán hết rồi sao mà thấy u sầu quá ạ. Ô bán bẹ xanh 10 ngàn luôn nè quý vị. Rồi bé trắng giống nè, cải thìa nè. Cải gồng nhiêu ký các bạn? Hả? 15 ngàn hả? 15 ngàn. 15 ngàn. Đây, bên đây bán cá. Chả cá thác lát á, 50 ngàn đồng. Ê, 150 ngàn đồng một ký á quý vị. Vậy là cải ngồng hôm nay là 15 ngàn. 15 ngàn ký quý vị. Mình tới đi vòng vòng mình kiếm cái mình kêu nè, bông sen. Khán giả nói gương sen. Nó bán gương sen đó quý vị. Bán nhiều lắm để giá. Yeah, tới đó thấy mắc rồi. 15 ngàn, 10 ngàn chấm chơm á. Bên đó bán vải. Bà nội hôm nay 100 ngàn. Thịt nó chung quy ra có lên quý vị. Lên chứ không phải là không lên. Hàng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán thịt heo đó. Ồ, ba rọi bán 60 luôn kìa. Thịt ba rọi á, bán 60. Ồ, rau nhúc 2 bó 15 ngàn luôn, rau nhúc đó. Quá xịn. Đi ở trong đây là phải đi quý vị. Mình tính nhận lại, mình chia sẻ hình ảnh video với quý vị. Rồi xe 6 đuổi tới à. Đuổi tới rồi mình đâu có ngừng được quý vị. Mình ngừng á, che chỗ anh em ta bán á. À không được. Chữ à, che bán chữ à. Wow. Nè, 2 bó 10 ngàn nè. Wow. Đất. Đây là bán hàng trứng nè, 30 ngàn, 26 ngàn, chục có cái gì. Đây là cổng mà ồ mở cổng tới cổng 2 à. Đây là cổng 2, cổng 2 rồi tới cổng 3. Dịch đó người ta làm sẵn. Ốc quý vị, khu này bán ốc. Bán ốc quý vị. Dịch cấp 2 nè. Giờ sớm chưa để bảng cái gì, trưa lên là mấy chỗ này ta để bảng lên, mình đi một vòng luôn là mình biết hết luôn. Ô dịch làm 120, 130 con em cái gì. Dịch 140, 140, rất 140, dịch làm sẵn á quý vị. 120, 140 con rẻ. Tôm 100 ngàn. Nè. Bạn nào hỏi 8 ngàn. 8 ngàn. Khoai mỡ 15 ngàn. Ké ông láng giềng miếng rồi 7 ngàn à, ký cà tím cái gì, 15 ngàn à, một ký cải bẹ dúng, dưa ba bi có 10 ngàn ký, hào sữa 35k 3 ký 100, 35k ký 3 ký 100, hào sữa tính ra hào sữa vậy rẻ chứ. Tám năm hai bì là trả sao không hiểu luôn à. Anh bỏ vô cái bệt rồi á, là một bệt vậy 45 ngàn, hai bệt 85 ngàn. Ơi à, đúng là người phải đi thông minh đi chợ đây mới được. Cháo lòng ông hàng xóm, ông hàng xóm của mình bán cháo lòng ngon lắm nha quý vị. Cháo lòng số điện thoại luôn, có số điện thoại luôn, bưng vô trong chợ luôn. Có vậy chứ video tôi á là ở trong chợ coi nhiều lắm. Dạ, không mua chị đang quay phim sao mẫu á, trời ơi.
có 10.000, người ta rao 10.000. Ôi có xe này, có xe có 40 à, có xe bên kia bán 40.000 ký à, băng ke 10.000, bên đó bán 12.000, vậy là băng ke xuống nha quý vị. Băng ke hôm bữa nằm giá 15.000 mà bây giờ này á là xuống rồi quý vị, 10.000, 12.000 là băng ke quý vị. Quá rẻ nha quý vị à, chắc bạn khán giả đó già ở gia đình trồng kinh doanh ngò rí à, ra cái thể kênh hỏi cái món đó thì món đó nó vô chừng có cái hồi ở giờ hồi đầu năm đó quý vị 45.000 đồng ký ngò rí nha quý vị, chứ không phải là rẻ đâu. Đây là cuối đường số 4. Nãy giờ mình đây chia sẻ với bà con á là trên đường số 4. Còn ở đây á là khu vực này gọi là cuối đường số 4. Cái bình điện nó lấy cái bình điện nó làm cột mốc á. Đó là cuối đường số 4. Bầu bí cũng 10.000. Ta rao quá quý vị. Mớp hương đồng giá 15.000 một ký, 2 ký 25.000. Còn nó không biết xanh chưa đâu thái, tôi ghẻ 10.000 một ký, 2 ký 15.000, 3 ký 20.000. Con chưa nữa. Ở đây trai quay làm YouTube mà quay làm YouTube mà quay làm YouTube đô thị mà nó bắt á, nó bắt á là tôi không dám đi, tôi quay video nha quý vị. Nhiều khi anh em bán rồi cái đầu cái nói là mình quay cho đô thị, tội nghiệp mình. Thành ra mình quay cái người quen của mình là vậy á. Mình thấy quay video mình đưa cái hình ảnh là bên cô Trang á bán hàng á. Thấy Trang bán càng ngày càng đông lên đó chứ. Đó Trang nè, bên đây là Trang bán nè. Cái gì thấy không? Tối ngày mình quay video bên đó, đó là em Trang đó, Trang lạnh đó. Ta biết tới nhiều, rồi biết giá. Thấy Trang bán không? Còn Trang bán đó. Đó, Trang bán Trang rồi Khang nè quý vị. Rồi mình quay video bên đó chứ đâu đâu. Đó, buồn quá trời không? Tại vì khán giả ta biết, ta lại ta mua. Còn mình đi, mình quay về là mình chia sẻ hình ảnh vậy nè. Nhiều anh em hiểu lầm giống nói mình đi quay cho đô thị để bắt anh em vậy đó. Tội nghiệp mình nha quý vị, không có nha quý vị. Mình quay mục đích đó là để nhằm giới thiệu cái khán giả gần xa đó
được biết bà con bán ở đâu, bán món gì, rồi nó rẻ như thế nào, nó hấp dẫn ra sao để người ta đến người ta mua hàng nha quý vị. Mình muốn giúp bà con nhiều nhưng mà cũng có nhiều người họ thích quay, có nhiều người họ cũng không, chứ không phải là ai cũng đồng ý, thì cái đó mình công nhận là vậy nha quý vị. Nhưng mà cái mục đích của mình quay video là có thiện tâm, không muốn hại ai hết, muốn giúp cái bà con bán hàng, cái mục đích mình vậy. Còn em đó gặp mình hỏi ủa ông quay chi, ông quay chi. Đấy, quay mình đăng vô YouTube đó. Đây là hôm nay, ngày xưa ở đây là không có bán nha quý vị. Ôi bắp Mỹ năm tháng 20.000 luôn kìa. Bắp sú 10.000 kìa, sú Đắk Nông quá quý vị, 15.000 bắp, 10.000 bắp nha quý vị. Sú Đắk Nông á, bắp cải á quý vị, bắp cải, bắp sú á, bắp Mỹ 10.000 đó, mấy người đó bỏ xe lôi bán khổ lắm nha quý vị. Tình nhai mà lý giang, tình nhai mà lý giang nha quý vị. Rồi hết đấy, đây là hết rồi đó, nhiệm vụ của mình đã kết thúc rồi đó. Hú hồn hú vía nha quý vị. Ý mà mình quen á. Rồi mình đi chia sẻ video á quý vị, là mình không dám mang khẩu trang luôn á, tại vì mang khẩu trang là nó cái tính chất nó khác à nha, là mình không có dám mang khẩu trang luôn á. Rồi mình quay cái đầu xe là mình bún riêu hả, quay ăn bún riêu hả, bún riêu 25.000 cha nè. À, quay về là vợ ông nhớ ông chết luôn á. Nói nó chồng tôi xuất hiện trên YouTube. Sầu riêng 70.000 nè. Thì cuối video này nó cũng trống trống, mình tâm sự cho các bạn nghe. Thì mình quay video vòng vòng toàn cảnh chợ đầu mối Hóc Môn á, là mình không dám mang khẩu trang là cái thứ nhất. Coi vậy chứ mang khẩu trang là khác nha quý vị. Ta không biết ai. Còn mình ấy, tôi nè, tôi bạn của mấy ông nè, thì còn tạm ổn ổn nha quý vị. Mang khẩu trang là chết luôn á. Mang khẩu trang mà đi quay thì mình nói cho mấy cái YouTuber có xem video này được biết á, ví dụ các bạn quay video mà các bạn đừng có mang khẩu trang thì còn tạm ổn, tạm ổn thôi nha quý vị. Còn mang khẩu trang đi là không ổn, tại vì anh em hiểu lầm, bà con hiểu lầm mình á, quay là đô thị hay là gì đó vậy đó, thành ra quay video trong chợ không mang khẩu trang đó. Đó mình là ai tương đối người ta biết mình, người ta thông cảm cho mình, cái đó là gọi là nghề làm YouTube kiếm tiền quý vị. Mình kiếm tiền rồi ta thông cảm cho mình ít nhiều thôi nha quý vị, cũng như thông cảm mình phần nào đó thôi. Rồi mình quay khéo khéo đó, thí dụ cái chỗ mà người ta ngó mình quá, mình đi nhanh nhanh cái gì thì mình quay video mình chia sẻ lại thì toàn cảnh á, để bà con khán giả xa gần được biết cái giá nông sản vậy quý vị. Rồi bán hàng rồi khán giả của mình biết bán ở chợ đầu mối Hóc Môn bán như thế nào, hấp dẫn như thế nào để tới mua ủng hộ bà con, cái mục đích mình vậy chứ nhiều khi bị hiểu sai lạc nha quý vị. Rồi video mình chia sẻ đến đây quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.